Thưa quý vị, nằm trong vùng dự án tái định cư kéo dài nhiều năm, hàng chục hộ dân ở xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên của tỉnh Quảng Nam đang mắc kẹt trong những ngôi nhà bị xuống cấp nghiêm trọng, nguy cơ đổ sập nhưng không thể sửa chữa, xây mới do có các vướng mắc liên quan đến quy định pháp luật. Đây là ngôi nhà cũ nát đã được kiểm kê từ hàng chục năm trước, thuộc dự án tái định cư Sơn Viên ở huyện Duy Xuyên. Do nằm trong vùng quy hoạch, không được sửa chữa, cải tạo nhà, ông Minh phải lánh tạm sang nhà con gái gần đó vì nguy cơ đổ sập. Cảnh hoang tàn bao phủ ngôi nhà của ông Minh cũng như hàng chục hộ dân trong thôn. Còn nhà cửa thì xuống cấp tầm trạng hư mấu vậy, còn bút sát gì nở hết trơn chùa mà cũng đây không cho đây mà ở thì không cho làm nhà cửa ở, bổ tố đồ sụp anh chặn người ta chết rồi chỉ có tính mạng của dân ở đây. Liên quan đến đền bù đất và cây hoa màu tại vùng dự án, người dân cũng không đồng tình khi cho rằng chủ dự án đưa ra mức giá quá thấp. Kèm theo với lại cây hoa màu, với lại hỗ trợ mất đất thì tính ra thì một sào chưa tới 75 triệu đâu. Nhưng mà trong khi đó giả sử như một sào ruộng đó mà nếu anh làm dự án mà anh giao cho doanh nghiệp á, thì 500 mét vuông mà người ta san lấp cho chi phí cỡ vài cỡ và trăm triệu, hơn trăm triệu, nhưng khi đó là nó có phải người ta bán cả hàng mấy tỷ không? Thì như vậy điều đó là hoàn toàn bất hợp lý. Đang ở dùng vừa dự án thì không đã được kiểm kê, đã có thông báo áp dụng nhưng mà không được chi trả bởi vì cái nguồn vốn của nhà chủ đầu tư, và bên cạnh đó có nhiều cái văn bản pháp luật nó thay đổi và nó chồng chéo, cho nên nó dẫn đến cái dự án nó thực hiện nó kéo dài, nên có khăn cho đời sống của người dân. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam khẳng định việc không cho người dân trong vùng quy hoạch xây dựng nhà ở, mở rộng công trình và trồng cây lâu năm là căn cứ theo luật đất đai hiện hành. Và nếu như có nhu cầu sửa chữa thì bà con phải xin phép. Đó là quy định của luật. Và sau 3 năm mà công bố quy hoạch thì những dự án mà không thực hiện theo đúng quy hoạch kế hoạch sử dụng đất, tức là không thực hiện theo đúng quy hoạch kế hoạch sử dụng đất 3 năm liên tiếp thì quy hoạch đó bị hủy bỏ. Đến nay dự án tái định cư Sơn Viên đã treo được hơn chục năm, vẫn chưa có phương án để người dân có thể được cấp phép sửa chữa cải tạo nhà ở xuống cấp. Tại sao để một vùng đất hàng trăm hectare phải bỏ hoang hóa vẫn là câu hỏi chưa có lời giải thỏa đáng.